Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái series của đài radio cho anh em nhé. Nhà thì vẫn còn hai mã này, một cái mã MYFRC1 là đài này dành cho các ông cụ anh em nhé. Và đài Intempo này thì con này thì không phải đơn thuần là chỉ dành cho những ông cụ, mà con này nghe FM này và có cả Bluetooth nữa anh em nhé. Nên là anh em mình sẽ có một con đài của thằng Anh nhé. Con này thì của Anh này, con này thì của Nhật này anh em ạ. Hai mã thì nói chung là nó chơi đều rất là ok bây giờ. Và một vài bộ dàn mini sẽ có cái mã VIP Onkyo CLD1 này, một mã Kenwood thanh lý anh em nhé, Kenwood SL3. Bên kia nó sẽ là một cái mã cũng Kenwood luôn, và con này sẽ Kenwood UDA77 anh em nhé. Nó là một trong số những series thuộc series cao cấp mà nó nếu mà đánh giá thì nó sẽ xếp cùng phân khúc với cả K700 và K711, nhưng mà con này sẽ sử dụng nó giới trẻ anh em ạ. Con này sử dụng nó đội trẻ mà nó chơi nhạc, tức là những cái dòng nhạc mạnh bây giờ nó rất hay luôn anh em nhá. Rồi, một vài cái đồ linh tinh, và anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình mà em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776, số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhá. Anh em quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết sản phẩm. Và bây giờ sẽ vào những cái sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay, thì mình sẽ có một cái ít đồ như thế này. Đầu tiên là con kính Ray-Ban anh em ạ. Trước thì anh em mình sẽ thấy là kính Ray-Ban ở bên mình thì hầu như là về những cái dòng gọng mà nó mạ vàng anh em nhé. Thì hôm nay mình về được một chiếc mà nó không phải mạ vàng anh em ạ. Con này thì nó sẽ có cái gọng, phần gọng này nó sẽ là mạ titan anh em nhé, gọng bằng titan rất đẹp luôn anh em ạ. Đấy, gọng này thì với những anh em nào có rất nhiều anh em kỳ thị màu vàng, ở đây là một cái lựa chọn rất là ok cho anh em. Thứ nhất là đeo nó vào nó sẽ nhã nhặn hơn là những anh em mà đeo màu vàng anh em nhé. Đấy, mắt này thì nó sẽ là tròng râm giảm dần anh em nhé, nó không phải là quá râm đâu anh em. Đấy, không phải là quá râm đâu mà nó chỉ gọi là tròng mắt tối thôi, tối màu thôi. Mặt bên này sẽ phủ dầu đấy anh em nhé. Đấy, phủ dầu nên anh em mình sẽ có cái lớp chống chói ở đây, ôi chưa. Đấy, bên này anh em sẽ nhìn thấy nhá, đầu tiên là Ray-Ban này, ôi chưa, Ray-Ban đi nổi này. Tiếp đến bên này thì sẽ là chữ Ray-Ban in chìm luôn anh em nhé. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy trên này đấy, Ray-Ban, ôi chưa anh em. Đấy, phần gọng này rất đẹp luôn anh em nhé. Đấy, ở đây thì các cái ve kính này, anh em sẽ nhìn thấy cái ve kính này cũng in chìm Ray-Ban trong này luôn. Đấy, cái phần chuôi kính anh em nhé, chuôi kính thì anh em sẽ nhìn thấy con này nó sẽ made in USA anh em ạ. Đấy, anh em nhìn nhá, made in USA, ôi chưa. Đấy, made in USA in rất sắc nét ở đây anh em nhé. Tiếp đến bên này này, bên này anh em sẽ nhìn thấy nhá, đây nó sẽ bao gồm là Avatar này, con này là con kính là Ray-Ban Avatar. Đấy, size kính thì nó sẽ là 59 bao nhiêu đây? Chờ mình chút nhá, con này nó in bé lắm, 5618 anh em nhá, size kính thì sẽ là 5618 cho anh em, bây giờ. Và con này đẹp anh em ạ, mình phải nói con này lên mặt rất đẹp cho anh em nhá. Con này thì nó là một trong số những dòng gọi là dòng kính VIP của thằng Ray-Ban rồi anh em. Mình sẽ thấy là con này nó không phải cơ bản nó là dòng mắt chuồn, mà dòng Avatar này thì nó luôn luôn đắt hơn những dòng mắt chuồn anh em nhé. Mà con này ở hãng hiện tại nó đang bán là 5.300.000, và hiện tại mình để cho anh em con kính này cực kỳ tốt anh em nhé. Con này hiện tại để cho anh em chỉ có 1.950.000 thôi, với cho anh em 1.950 anh em nhé, tại vì con này về giá rất tốt này nên mình sẽ để cho anh em giá tốt, ôi chưa, 1.950. Hàng về nó không có bốc đâu anh em nhé, nó về mình chỉ tặng kèm anh em cái bốc này để anh em mình gọi là bảo quản kính thôi, ôi chưa. Đấy, 1.950 anh em nhé. Rồi, tiếp đến đây anh em sẽ nhìn thấy này, đây sẽ là hai con túi da anh em ạ, hai con túi da, hàng da cực kỳ đẹp anh em nhé. Con này thì nó không phải là da bò mà nó là da cừu anh em ạ. Xin thưa với anh em, cái dòng da cừu của nó rất là xịn anh em mình nhìn thấy nhá. Các cái vết chân lông nó sẽ không lộ như dòng da bò nữa anh em ạ, mà cái chất vết này thì nó sẽ cực kỳ mịn anh em nhé. Đấy, da cừu nó có hay chỗ là cái phần da nó sờ nó sẽ rất mịn anh em ạ. Đấy, anh em nhìn nhé, Fujiwa này, con này là thuần nội địa Nhật luôn anh em nhé. Đấy, và đây là một trong số những cái mã mình mua phải nói là hiếm hoi ở bên Nhật về anh em nhé. Đây, anh em nhìn sờ chất da em sẽ thấy nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp, và cái độ kim của nó như này thì anh em sẽ tưởng tượng ra là đây, kể cả đây này, đây cũng là da cừu luôn anh em nhé, da cừu toàn bộ luôn. Đấy, các cái móc quá cũng da cừu hết này. Đấy, thẻ da của nó đây anh em nhé, anh em sẽ nhìn thấy cái độ mịn màng của chất da con này. Đấy, bên trong lớp lót này, với những cái hàng VIP như này thì anh em sẽ nhìn thấy này, có một ngăn nhẹ ở đây nhá. Tiếp đến ngăn này này, cái hàng này dòng VIP nhá, anh em đừng so với cả những con túi rẻ tiền, nó không so được đâu. Đây, các lớp lót rất đẹp luôn, mình sẽ về hai màu anh em nhé, một là màu nâu, hai là màu đen, đúng chưa anh em. Đấy, đây là màu đen này, đây là con túi màu đen. Đây, đấy, dây đeo của nó nhá, đây là dây đeo này,
Bên trong này thì các cái ngăn nó may rất đẹp luôn anh em ạ. Nó may lớp lót rất đẹp luôn, hàng hãng, cực kỳ xịn. Phía bên này nhá. Giác kiều. Đấy, con này thì không quá to đâu, nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đây dây đeo anh em nhá. Đấy, cái phần dây của nó này anh em nhìn này, nó sẽ được may một cái lớp da phủ bên ngoài luôn anh em nhá. Lớp da phủ bên ngoài luôn và da nó cực kỳ mềm, nó không cứng đâu anh em ạ. Anh em cầm con dây sẽ biết này, các cái móc của nó đẹp như thế này, đúng không? Ok chưa? Đấy, nhưng con này không rẻ đâu anh em nhé. Con này là một trong số những dòng chat đấy. Con này vào store bên Nhật nó đang bán ở store, nó rơi vào khoảng tầm là gần 5 củ đấy anh em. Bên mình nó không rẻ đâu, nên là mình về giá nó cũng không rẻ đâu. Giá nó sẽ đắt anh em nhé. Giá sẽ đắt anh em ạ. Anh em nhìn này. Đấy, và thằng em Sơn nó sẽ thử lên form con túi này cho anh em. Anh em nhé, đây chờ quay nốt con túi màu nâu nữa đây. Đây là con màu đen anh em nhé. Con màu đen. Và đây sẽ là con màu nâu này. Anh em nhìn này. Đấy, con màu nâu. Anh em thấy không? Các cái lớp da nhá, anh em sẽ nhìn thấy nó không giống da bò thông thường anh em nhé. Con này nó sẽ là da cừu này anh em. Đấy, các cái vỉ da nó rất là mịn nhá. Các cái lỗ chân lông da gần như anh em mình sẽ nhìn thấy nó cực kỳ mịn luôn anh em ạ. Đây. Đấy, cái phần da nâu này thì nó nhuộm, mình cảm giác cái phần da nâu của nó nhuộm, nó không được mịn màng bằng cái thằng da màu đen này anh em nhé. Da đen nó nhuộm khét hơn anh em ạ. Da nâu này nhưng mà nhiều anh em thích màu nâu anh em nhé. Đây các lớp lót anh em nhìn này. Nó làm nét như thế này mà, đúng không? Fujiwa anh em nhé. Cực kỳ xịn anh em ạ. Riêng những anh em nào chơi những dòng túi này không phải nghĩ luôn. Đây là cái dây đeo của nó này. Mình sẽ bỏ ra luôn. Thấy chưa? Là lớp lót này. Nó rất ít ngăn thôi. Con này sẽ có một ngăn này, hai ngăn này, ba ngăn này, bốn ngăn anh em nhé. Một ngăn bên này nữa, bốn ngăn. Đấy. Thấy chưa? Nói chung rất đẹp. Dây này anh em nhìn này. Đấy, các cái lớp da nó may thêm một cái đường da trên này nữa anh em nhé. Nó làm cho anh em mình cái dây này càng thêm đẳng cấp luôn. Đây, khóa đồng, móc đồng hết. Xịn anh em ạ. Xịn. Xịn đúng không Sơn? À, xịn. Còn xịn dã man luôn anh em ạ. Con này phải nói là rất xịn anh em nhé, chứ không phải đơn thuần là xịn đâu. Đấy. Và con này nó đắt anh em nhé. Con này sẽ đắt hơn những con túi thông thường mà có thể ở mình vẫn đang bán đấy. Rồi. Em Sơn nó sẽ lên form. Trước khi lên form nó sẽ đo kích thước cho anh em nhé. Sơn đo kích thước cho anh em cho anh ấy. Rồi. Em sẽ xem nhá. Màu đen và màu nâu kích thước như nhau. Con này chiều ngang của nó sẽ được khoảng tầm 15 cm. Và chiều cao con này sẽ được khoảng tầm 20 cm anh em nhé. 20 x 15 ôi cho anh em. Và chiều ngang này có thể tính là 16 được, tại mình thấy nó hơi dư thừa một chút anh em nhé. 20 x 16 đi. Đấy. Và hiện tại con túi này thì mình đang để cho anh em giá là 1.480.000 anh em nhé. 1.480. Còn giá trong store của con này thì khá là chát rồi anh em nhìn này. Đấy. Ôi chưa. Anh em thể đeo chỉnh dài ngắn cái sợi dây thì thoải mái anh em nhé. Đây là thằng em Sơn nó vẫn còn đeo cao đấy. Còn này anh em nhìn có một gang nữa cơ. Nó hạ xuống để tối đa tới đây anh em nhé. Rất là nét. Đeo riêng con này đeo khỏi nghĩ luôn anh em ạ. Hàng này hàng VIP anh em nhé. Chắc chắn con này anh em mình đeo vào thì đi đâu anh em nào cũng sẽ hỏi con túi này. Mẹ ông chất thế ông mua đâu được anh em nhé. Chắc chắn là sẽ hỏi. Tại vì nó là dòng VIP mà anh em. Đấy. Anh em thấy không? Đủ đẳng cấp chưa? Đúng không? Và rất VIP, nó không to đâu anh em nhé. Nó bé thôi nhưng sở chất nó xịn anh em ạ. Nó da cừu nó khác hoàn toàn da bò luôn anh em nhé. Con này da cừu toàn bộ đấy. Đây là da cừu này. Khác hoàn toàn luôn. Rồi. Giá hiện tại 1.480.000 anh em nhé. Tiếp đến ở đây thì sẽ là những cái món đồ này. Sẽ là đến bao gồm là đài FM. Thì anh em sẽ nhìn thấy nhé. Đầu tiên là con đài Intempo đi. Mình đã giới thiệu lại với anh em nhé. Con này thì xuất xứ là của thằng Anh Quốc anh em ạ. Đây. Hộp ở đây anh em nhé, hàng thì hàng mới về full box cho anh em, thấy chưa? Nó sẽ có này, kết nối Bluetooth này, pair Bluetooth và AirPlay này. Đấy, kết nối và chơi Bluetooth anh em nhé. Tiếp đến là sẽ là nghe đài FM. Đây nó sẽ là 2-in-1 Bluetooth speaker with FM radio, thấy chưa anh em? Đấy, hộp nó khá là đẹp. Hộp rất là đơn giản đâu. Nó không có gì phức tạp à. Xuất được bao nhiêu quốc gia anh em nhìn, đôi này, 4 này, 6 này, 7 quốc gia anh em nhé. Đầu tiên là Anh này, Pháp này, nước gì đây mình chưa rõ này, Đức này, Espanol này, Italy này, Ý này, và dưới này sẽ là PL là cái nước gì đây mình chưa rõ luôn. Nói chung là 7 quốc gia anh em nhá. Bên trong hộp thì anh em mình có thể nhìn thấy nó làm hộp thì nó làm khá là đẹp. Đây anh em xem nhá, hộp con này đây anh em nhìn này. Đấy, hộp nó làm rất đẹp luôn. Đây là hộp phụ kiện này, trong này có dây sạc đúng không, dây sạc. Đấy, nói chung là bọn đồ của thằng châu Âu hoặc thị trường Anh thì nó làm hộp có thứ rất là nét anh em nhá. Thì đấy là cơ bản về hộp với cho anh em. Tiếp đến đây thì sẽ là con đài của anh em mình. Thì đây là con Intempo. Và con này thì xin thưa với anh em, toàn bộ của nó sẽ là cái màu xanh ngọc hết anh em nhé. Thiết kế thì theo form dáng cổ điển anh em ạ. Nhưng mà nó lại màu xanh ngọc nên là nó sẽ vừa cổ mà vừa lại cảm giác rất trẻ trung anh em nhé. Cái phần dây này sẽ là dây da anh em nhé. Dây bằng cả một da nguyên miếng đấy. Ôi chưa.
Đấy, mặt trước này em sẽ nhìn thấy cái mặt đồng hồ vặn núm này, thì đây chính là cái mặt điều chỉnh FM. FM này sẽ đủ 108 phút tần số anh em nhé, em dò thoải mái luôn. Đây sẽ là một cái loa này, đường kính khoảng tầm 8 đến 10 cm anh em nhé, một con toàn giải này. Và phía sau này anh em sẽ nhìn thấy nó có một con subwoofer anh em ạ, một con subwoofer, mình nghĩ con này có sub cộng hưởng thôi anh em nhé. Ờ, sử dụng chân sạc tai si này, và con này có thể kết nối cổng aux vào anh em nhé. Anh em để kết nối, ví dụ anh em có thể kết nối bluetooth này, hoặc anh em kết nối cổng qua cổng có dây, được chưa? Bên này sẽ là cái nút bật tắt nguồn. Đấy. Cái nút mode này anh em chuyển chế độ nhé, ví dụ như từ bluetooth chuyển ra FM, aux hoặc FM này. Đấy, hoặc đây bluetooth, đèn bluetooth thì nó sẽ sáng đèn bluetooth lên. Và đây sẽ đúng volume anh em nhé, volume. Đấy. Và có một cái dâu anten thì khá là gọn gàng anh em ạ. Khá là gọn gàng. Và quan trọng nhất là giá con này hiện tại cực kỳ tốt anh em nhé. Giá con này hiện tại chỉ có 950.000 thôi anh em ạ. Nó là một trong số những mã đài Bluetooth mà lại kèm luôn cả FM luôn. Mà quan trọng nhất là FM nó chỉnh bằng núm anh em nhé, chứ không phải dò đài kiểu điện tử phím đâu. Nếu mà dò đài điện tử thì mình sẽ hạn chế về những cái mã sản phẩm đấy, tại vì nhiều anh em thích dò núm hơn. Thường là mình bán ở kênh của mình toàn phục vụ những anh em nhiều tuổi thôi, nên mình sẽ hiểu tâm lý của anh em nhé. Con này là 950.000 anh em nhé. Anh em có thể mua cho bố hoặc là cho ông bà các thứ ở nhà sử dụng con này rất là tiện anh em ạ. Con này sử dụng pin sạc, nếu mà sạc đầy pin thì sử dụng được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng liên tục anh em nhé. Đấy, đây này phía sau này, năm sử dụng nguồn sạc vào 5V này anh em nhé. Đây này, main fan by này, shopping UK United Kingdom nên của anh em. Và tất nhiên nó vẫn sẽ made in China anh em nhé, và đều được sản xuất tại Trung Quốc hết. Anh em lưu ý một chút thế, tất cả đồ Anh, đồ châu Âu, đồ Mỹ, đồ Nhật bây giờ đều sản xuất tại Trung Quốc hết. Giá 950.000, mình sẽ test âm luôn nhá. Đây, xin lỗi anh em. Xin nhắc lại số điện thoại. 5 6 5. Cuộc đời có những danh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui. Về concert sẵn sàng thời gian và tiền bạc đi đu con của các nghệ sĩ Việt do ekip. Cái điều khá hiếm hoi trước đây khi mà đa số chỉ mở hầu bao vì các idol quốc tế sẵn sàng đặt vé máy bay hay là phòng khách sạn. Loa rất ấm luôn anh em nhé. Loa cực kỳ ấm luôn. Ngoài ra có thể nghe bluetooth này. Anh em mình chuyển nó bluetooth nhé. Bản thân mình. Đấy, chuyển về cho bluetooth, đèn nó báo xanh này này. Sơn được kết nối nha em ơi. Thì con này thì nếu mà anh em mình chơi bluetooth thì nó cũng khá là tiện. Con này là một trong số những con mà gọi là đài để đầu giường khá là ok. Người ơi, nếu yêu rồi chớ để buồn người trái. Ok chưa anh em? 950 cành con này anh em nhá. Hàng mới full box luôn. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là con đài Moa FRC1, và xin thưa với anh em, con này thì chính là con đài của dành cho các ông cụ này. Nó thiết kế là đã theo form của các ông cụ rồi, đúng không? Đấy, hàng thì cũng là hàng full box luôn anh em nhá, hàng thuần nội địa Nhật. Moa FRC1 con này sản xuất là cho thị trường Nhật anh em nhá. Anh em nhìn này. Đấy, hộp này, đúng không? Các phần nó ghi chú thích, ghi lưu chú toàn chữ Nhật hết, nó cũng hơi mình cũng chẳng quan tâm lắm những cái phần chữ này, tại vì anh em mình dùng chỉ biết dùng thôi đúng không. Quan trọng đấy thì AM này full giải tần, FM từ 76 đến 108 cũng full giải tần luôn này. Sử dụng một con loa toàn giải 6,5 cm này, kết nối có thể 3.5 để phục vụ em nghe tai phone này. Kích thước con này sẽ là 15,5 cm nhân 9,5 nhân 4,5 này, trọng lượng 236g anh em nhá, chưa tính pin. Đấy, con này thì nó có một cái hay ở chỗ là nó sử dụng pin đại anh em ạ. Anh em mình sử dụng một cặp pin đại. Rồi, pin đại anh em có thể tháo ra ra. Sơn cặp anh em. Đây anh em mình sẽ sử dụng một cặp pin đại ở con này, thì con này sử dụng pin đại thì anh em mình sử dụng một cặp thì chắc phải được tháng nó hết pin anh em ạ. Đây, anh em nhìn nhá, một cặp pin đại, và mình sẽ bán đài nó không kèm pin đâu nhá, mình chỉ có một cặp pin để test máy cho anh em thôi. Được chưa? Đấy. Và đây nó sẽ bao gồm hai băng tần anh em nhìn này, hai băng tần. Các cái phần loa nó sẽ ở đây anh em nhá. Loa ở đây này, bên này nó sẽ bao gồm cổng phone này, nút volume này, kèm luôn cả nút bật nguồn này, dò đài này, dò đài bằng gạt. Đấy, tiếp đến là chuyển băng tần FM và AM. Được chưa? Dâu anten này, thông số phía sau này anh em nhìn nhá.
đấy, các cái tem này. Và hàng này là hàng thuần nội địa Nhật nhé, nhưng mà nó là đời mới đấy, nó sản xuất hiện đại để xuất cho thị trường Nhật anh em nhé. Và tất nhiên nó vẫn sẽ made in China anh em ạ, không thể nào thoát được rồi đúng không? Và giá hiện tại cho con này thì cực kỳ tốt luôn, giá con này hiện tại là 430.000 anh em nhé. Anh em nào mua kèm tai nghe để nghe đêm thì có cái tai Rigbin này anh em nhé, tai Rigbin của thằng Mỹ, và con này là chuẩn Mỹ xịn luôn anh em nhé. Anh em nhìn này, design in USA anh em nhìn đâu, design in USA, đầu số series sẽ là đầu 0 anh em nhé, anh em nhìn đâu. Hàng chuẩn của Mỹ xịn nhưng cũng made in China, được chưa? Con này thì bình thường bán lẻ là 250, nhưng mà khi anh em mua kèm đài thì mình sẽ chỉ tính là 70.000 thôi. Tại vì combo đài và tai nghe này nó chỉ là 500.000 thôi anh em nhá. Là 500.000, được chưa anh em? Đấy, con này này, anh em nhìn nó đáp ứng mang tần rất là ok. Con này phần lời nghe nó cực kỳ ngon anh em nhá. Ví dụ anh em nghe nhạc lời rất ok, có phần bass của nó thì mình đánh giá của nó thì hơi yếu một chút thôi. Đấy, bass hơi đuối, nhưng mà nghe đài thì con này nó quá ngon rồi, đúng không Sơn? Nghe đài con này ngon. Quá ngon luôn anh em nhá. 250 mà bán có 70 thôi, bán gọi là tri ân khách hàng anh em nhé. Đấy, một combo sẽ là 500.000, mà anh em nào mua lẻ đài thì sẽ là 430. Được chưa? Để test cho anh em luôn này. Được chưa? Đang có công có những điểm mở và hay cẩn thận, vẫn có một vài xe máy lách ở điểm đây mở. Là đi ngược chiều của định công rất là nguy hiểm. Đấy, 91. Phố cửa Bắc thì đang ùn từ ngã tư. Con này mắc nét lắm. Là cũng cái mong muốn thì 92,7 từ 5 năm trở ra. Sáu này sáu bốn nghiêng. Bởi vì là ông uống lâu ấy thì thuốc thang nó cũng. Ôi chưa, thì mình test ngắn gọn vậy thôi anh em nhá. Và con này hiện tại bây giờ thì giá chỉ có 430.000 thôi. Anh em nào mua kèm cái tai nghe này thì sẽ là 500.000. Một mức giá rất là tốt cho anh em. Ôi chưa, hàng full box. Rồi, tiếp đến bây giờ thì sẽ là đến series ra anh em nhá. Cái bộ đầu tiên ngày hôm nay mình gửi đến anh em chính là bộ dàn Onkyo CRD1 anh em ạ. Đây là một trong số những cái mã mình đánh giá là nó là chơi cực kỳ hay trong tầm tiền anh em nhé. Tại vì với những cái mã CRD1 thì mình đánh giá là gần như anh em nào đã chơi sẽ biết nó chơi âm ly thì đánh gần như hay như âm ly đèn anh em ạ. Đấy, hay như âm ly đèn. Còn về cấu hình loa thì với những cặp loa mà đi kèm cặp loa của thằng của bộ Onkyo CRD1 này thì toàn bộ thùng nó là thùng gỗ thịt tất anh em ạ. Thùng nó sẽ thùng gỗ thịt anh em nhé. Nên anh em mình nhìn nó sẽ rất là gấu, vui chưa? Đấy, bộ này về thì xin thưa với anh em, âm ly thì đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Nhưng mà loa của nó anh em sẽ nhìn thấy này, loa cái màng màu trắng này nó sẽ có những cái vết nó hơi ố nhẹ anh em nhé. Anh em sẽ nhìn thấy này, đấy nó vết ố nhẹ. Đấy, và chắc chắn là mình sẽ giảm giá cho anh em ở cái bộ này anh em nhé. Một cái mức giá cực kỳ tốt cho bộ ấy luôn anh em ạ. Và anh em mình sẽ thấy là CRD1 thì nó vẫn là đẳng cấp. Đấy, chi tiết về con dàn này như sau. Mặt nhôm toàn bộ hết anh em nhé, chữ màu xanh này, với những cái dòng này nó rất hay bị mờ đèn màn hình, và con này nó đèn nó nét căng luôn anh em nhá. Đấy, trên này thì sẽ là volume cũng xanh đèn hát luôn, được chưa? Tích hợp trong con này một cái công nghệ cực kỳ đáng giá anh em nhá, nó chính là cái công nghệ VL Digital, là công nghệ lọc nhiễu bằng vector đấy, hay anh em mình còn viết tắt là VL, là viết tắt của chữ vector line anh em nhá. Vector line tức là khi anh em mình truyền tín hiệu thì nó có những cái khi mà truyền tín hiệu nó có độ sai lệch này, lệch chỗ bên này, lệch chỗ bên kia. Nhưng mà cái vector line này nó sẽ cho tín hiệu đi thẳng xuyên suốt anh em nhé. Thì nó sẽ không bị thất thoát tín hiệu ở trong cái quá trình mà khi anh em mình ví dụ như cái cục dàn nó giải mã tín hiệu hoặc nó xử lý tín hiệu ở phần rè ấy, thì nó sẽ không, thứ nhất là không làm chệch choạc âm thanh, là mất tín hiệu. Thứ hai nữa là nó sẽ không bị gọi là xôi xích các thứ đấy, tức là nó sẽ khử toàn bộ xôi cho anh em luôn. Đấy, nó nét như thế mà anh em. Cái công nghệ này của thằng châu Âu anh em nhé. Thằng châu Âu được thằng Audio nó mua về, nó trang bị như này, khá là căng đấy, đúng không? Công nghệ đắt tiền. Tiếp đến thì CD con này thì sẽ chạy cực kỳ ngon, và CD chạy mắt 213 nên sẽ rất là bền anh em nhé. Gần như CD con này thì không phải nghĩ rồi anh em ạ, chơi rất hay luôn. Đấy, bên dưới này thì anh em mình sẽ nhìn thấy là nó chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt này, bát này, đây chép này, và đây nó sẽ là có cái nút direct luôn. Anh em nào nghe direct thì ấn direct phát xong anh em nhé. Đấy, còn không nghe direct thì off đi, vui chưa? Kết nối điện thoại, máy tính, tivi sẽ đầy đủ trên mã này. Anh em sẽ có thể kết nối bằng cổng line mặt trước, hoặc anh em mình kết nối bằng cổng hoa sen ở phía sau. Đấy là tùy nhu cầu của anh em nhá. Và hiện tại thì xin đưa với anh em giải mã 24 bit ở trên những mã Onkyo CRD1D2, nó là đẳng cấp rồi anh em. Nó là một trong số được trang bị những con chip giải mã PCM cao cấp, và nó sẽ tương đương với những con giải mã rất đắt tiền, thậm chí cả chục triệu trên thị trường anh em nhá. Ví dụ anh em nào chơi Onkyo S1000 là về chuyên về giải mã thôi, thì xin thưa với anh em nó sử dụng chung con chip với con này luôn anh em nhé. Chung chip giải mã với con này. Mà con này thì nó có nhiều chức năng hơn này anh em ạ. Anh em để sử dụng giải mã để xuất tín hiệu cho những bộ dàn âm thanh nhà thoải mái anh em nhé. Hoặc anh em mình cắm Smart TV vào, kẹp loa này vào nguyên bộ này để em chơi luôn đều được anh em ạ. Và dòng này sẽ đánh 4 sò MOSFET, và anh em mình hoàn toàn sẽ phang tốt những cặp loa bass 30 với cục dàn này. Đấy,
Có nhiều anh em hỏi là tại sao lại bảo nó hay chơi hay như đèn. Tại vì con này càng đánh nó sẽ càng hay anh em ạ. Anh em chơi nhạc khoảng tầm 30 phút thì độ chi tiết con này cực kỳ cao anh em nhé. Mà nó so với đèn thì không phải là cá nhân mình so hay là một cá thể nào đấy so, mà tất cả các diễn đàn âm thanh của cả Nhật Bản, cả châu Âu, cả Mỹ các thứ nó đều so anh em nhé. Nó đều so con này với âm đi đèn, chứ không phải là cá nhân mình. Anh em nào mà có thể lên mạng mà tham gia được những diễn đàn âm thanh ấy, về gọi là audio, gọi là fiscal ấy, ở bên nước ngoài thì anh em sẽ thấy là bên nước ngoài họ chơi nhưng họ nghịch hơn mình nhiều anh em ạ. Phải khẳng nhận định như thế. Ví dụ một con này người ta về người ta còn nghịch, người ta còn mót thêm cái rè, cái riếc, điều chỉnh thay tụ, thay tủng các thứ cho nó hay hơn thế này kia. Nói chung bọn Tây nó nghịch lắm, Tây lông nó nghịch anh em ạ. Đấy, còn mình ít nghịch hơn, anh em mình thường là chơi mặc định thôi. Nhưng mà mình cũng không khuyến khích anh em nghịch. Nhiều lúc nghịch chữ tác nó thành chữ tộ, nó hỏng đời mất phí anh em nhé. Rồi, về cấu hình loa thì loa xin thưa với anh em, loa con này nó là một trong số những cặp loa VIP rồi, nó sẽ không thể nào tránh được những vết xước sát anh em nhé, sẽ có. Đấy, tại vì đây là toàn bộ là gỗ lạng hết anh em ạ, toàn bộ là mặt gỗ hết anh em nhé, mặt gỗ tất luôn, mới chưa, hai bên hồi gỗ này, nó là gỗ thịt luôn chứ không phải gọi là gọi là như kiểu gỗ ép đâu, nó là gỗ thịt hết anh em nhé, hai bên cục này sẽ là hai phần gỗ thịt này. Cấu hình loa thì nó sẽ bao gồm một con loa bát đường kính là 11cm anh em nhé, viền nó sẽ là viền dạng viền loa là gân loa dạng gân xếp anh em ạ, gân xếp và nó sẽ là lụa tẩm dầu, nó cực kỳ bền anh em nhé, nó bền lắm anh em ạ. Màng loa thì sẽ là màng sợi keva này anh em nhìn này, sợi keva nó màu trắng, trong con này thì khả năng bên Nhật nó dùng và nó để một thời gian, nhà chắc là nhà thằng này nó hơi ẩm nên là nó hơi bị mốc anh em nhé, nó bị mốc cái màu vàng vàng ở chỗ này này, anh em sẽ nhìn thấy. Đấy, anh em nào về nghiên cứu tẩy được đấy, tùy anh em thôi, mình để zin nguyên bản để mình bán cho anh em nhé. Tiếp đến bên trên này thì sẽ là con chép anh em ạ, con đôm này thì là con đôm mũi đạn cao cấp của thằng Onkyo anh em nhé, và riêng đôm Onkyo thì khỏi phải bàn luôn, lời nó chơi cực kỳ hay anh em ạ. Bên dưới này thì sẽ là thụt hơi xẻ rãnh mặt trước anh em nhé. Đấy, và phía sau thì sao, phía sau nó đây anh em sẽ nhìn thấy đây này, cái sợi dây nguồn con này thì nó to như một con rắn luôn, dây nguồn của bọn Onkyo CRD1 và D2 nó to khủng khiếp anh em ạ, nó to và cực kỳ nhìn khét luôn đấy, cái dây nguồn. Công suất của âm ly thì sẽ là 80W và điện nguyên bản 100V, made in Japan luôn anh em nhé. Hỗ trợ kẹp loa full giải trở kháng từ 4 đến 16 ohm, bây giờ đây xuất điện out này, các cái đường kết nối line in out đầy đủ anh em nhé, và đây nó sẽ là optical in và out phục vụ giải mã 24 bit, với cho anh em cục dàn thì đẹp xuất sắc luôn, nó chỉ có loa là nó sẽ có một vài vết thôi đúng không. Cấu hình loa thì với một con loa như thế này anh em mình đoán công suất là bao nhiêu đúng không, đoán bao nhiêu, chắc anh em chỉ nghĩ khoảng tầm 40-50W, nhưng không anh em ạ, không phải. Em nhìn này, công suất là 120W cho một chiếc anh em nhé. Đấy, và trở kháng của nó sẽ là 4 ohm. Bây giờ công suất gọi con này nó sẽ là một cặp sẽ là 240W. Mà mình không nghĩ là cấu hình loa nó bé này mà công suất lại khủng khiếp thế anh em ạ. Cọc loa toàn bộ là cọc bắp chuối hết anh em nhé. Nếu mà hãng nó không dán công suất thế này đúng không, ví dụ nó không để công suất mà mình bảo anh em con này 120W, liệu anh em có tin không đúng không. Mà đến nhiều lúc dán vào rồi đọc công suất cho anh em bảo vẫn không tin. Tại vì tại sao nó bé mà công suất nó như thế. Mình nói thật với anh em, đây là công suất biểu kiến anh em ạ. Và hãng nó dán vào thì nó cũng có cái lý do của nó, chứ không phải tự nhiên nó dán vào đâu. Chứ mình cũng không thể tự nhiên làm được công suất để mình đọc cho anh em được, đúng không? Cái này thì anh em mình hãy là một người mua tỉnh táo. Với con này thì xin thưa với anh em, công suất nó ghi là 120W một chiếc thôi anh em nhé. Rất khủng, 240W một cặp. Nhưng mà cá nhân mình đánh giá thì cái phòng diện tích mà nó chơi hay nhất ấy, thì nó sẽ là khoảng tầm từ 40m² trở về thôi. Chứ không phải 240W để chơi được khoảng tầm 100m² đâu anh em ạ. 100m² nó loãng lắm anh em nhé. Anh em mình lên đánh giá nó bằng cái kích thước loa thì anh em mình nó sẽ dễ hơn là anh em mình đánh giá bằng công suất anh em ạ. Đấy, thấy chưa? Diện tích chơi tốt là diện tích 40m² trở về anh em nhé. Và con này nếu mà anh em mình chơi phòng ngủ nó bá đạo luôn anh em ạ. Bá đạo luôn, phải nói đẳng cấp anh em nhé. Cắm từ Smart TV xuống giải mã chơi luôn được anh em ạ. Phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng khách nhỏ khoảng tầm 30m² thì nghĩ là đỉnh cao nhất rồi, 30-40m anh em nhé. Và giá của bộ này hiện tại bây giờ bao nhiêu? Bình thường một cái mã mà Onkyo CRD1 thì nó rơi vào khoảng tầm 5,5-6 triệu anh em nhé. Thì con này mình xin phép thanh lý cho anh em giá chỉ có đúng 5 củ thôi anh em ạ. 5 củ tròn cho mã này anh em nhé. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe chất âm con này nó xứng đáng không. Đây, nghe một bản nhạc này thì em đánh giá so với đèn nhé. Tiếng vô kèo lên hay không? Vô kèo lên đã phát luôn. Với bao tà áo xanh
đây mùa thu, hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ, lá vàng từng cánh, rơi từng cánh. Âm thầm trên đất xưa. Của Xuân Hảo trên bộ này thì nó đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy và anh em nhìn này, con này nó bé nhưng lánh lực nhá. Mà đến những cái mút này ở bên trong này, những cái mút nó rụng ra nó còn bay cả ra ngoài anh em nhé. Con này về thì nó nguyên bản, mình chưa vệ sinh, chưa bóc loa ra vệ sinh anh em ạ. Cái mút này thì nó thường là nó sẽ bị rụng ở bên trong loa ra, anh em mình sẽ bắt buộc phải vệ sinh anh em nhé. Và mình chưa làm thì trước khi gửi đến anh em thì mình sẽ vệ sinh toàn bộ những cái mút ở bên trong loa anh em nhé. Đây em hoàn toàn yên tâm, mời chơi anh em. Đấy. Rồi. Giá hiện tại thì nó sẽ là 5 củ tròn cho bộ này anh em nhá. Và tiếp đến đây thì đây sẽ là một cái mã thanh lý của thằng Kenwood, chính là Kenwood SL3 anh em ạ. Và con này thì nó chỉ chạy AUX thôi anh em nhá. Mình bán cho anh em về chỉ chơi AUX thôi, chỉ kết nối điện thoại, máy tính, TV thôi với cho anh em. Chứ mình không bán cho anh em về để chơi CD các thứ, tại vì CD kén đĩa rồi. Trên này có cassette nữa này, anh em nào có về thì tự test nhé, mình cũng chưa test cassette đâu. Nhưng thường bộ này nó sẽ chạy cassette. Và đây nó sẽ có MD này, nói chung là về anh em tự lo mấy cái khoản đấy. Nói chung là mấy cái đấy mình không bao với cho anh em. Mình sẽ bao cho anh em kết nối điện thoại, máy tính, TV là chạy ngon anh em nhá. FM con này thì chỉ đến 90 đời phải, AM sẽ phun giải cho anh em. Cái đấy thì cũng bao được anh em nhá. Đấy. Và con này nó sẽ đánh 4 con sổ than, nên là với cặp loa như kiểu đi kèm dàn như này nó đánh ok rồi. Nhưng mà cặp loa bass 20-25 cục Kenwood này vẫn đánh tốt luôn anh em nhá. Và cục Kenwood này nó có một ưu thế là gì? Xin lỗi với anh em, đây mặt toàn bộ mặt gương hết này, đúng không? Toàn bộ cái vế bên này nhá, nó chỉnh các chế độ âm thanh này anh em nhá. 3D Mellow này, Virid này, D-Bass này anh em nhá. Ví dụ như này anh em chỉnh D-Bass nhá, anh em thấy không? Chỉnh một cái viền nút volume này nhá. Bây giờ, đấy, các chế độ Equalizer anh em mình hoàn toàn tùy chỉnh ở trên con này, cực kỳ tiện, trực tiếp trên mặt luôn. Đấy. Và khi anh em mình nghe AUX thì anh em mình sẽ bấm nút nào để chuyển đây? Anh em nhìn mãi không thấy nút nào đúng không? Không thấy nút nào mà nút AUX hoặc nút Line In. Vậy nghe điện thoại với nghe ở đâu đúng không? Em mở này ra anh em nhé. Đây. Nó sẽ có một hàng phím ở đây nữa. Đây sẽ là nút AUX này. Ok anh em. Em bấm vào phát là nó sẽ hiện AUX ở màn hình luôn để anh em mình chơi AUX. Ngoài ra thì con này nó sẽ có phần nhạc nước đây nữa anh em nhé. Nhạc nước Equine này. Nhiều anh em sẽ khá là thích cái này. Được chưa? Đấy, thì cơ bản về cục dàn như thế, còn cấu hình loa thì sao anh em ạ? Loa này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 12 cm và gân lụa tẩm dầu, anh em nhìn nó mềm nha, đúng không? Nó mềm nhũn như kiểu là vừa bóc hộp ra xong, mềm mịn như này. Màng loa bass sẽ là màng giấy anh em nhé. Và bên trên này thì sẽ là con chép đôm của thằng Kenwood. Và chất âm con này mình phải nói nó là một trong số những cặp loa tuy là cỏ nhưng mà chất âm cực hay anh em nhé. Sau này giả sử mà anh em có nâng cấp thì mình nghĩ là nên giữ lại con cặp loa này, tại vì nó ghép vào những con âm ly mà nó đánh căng ấy. Ví dụ như âm ly CRD1 này này, nó đánh hay dã man luôn anh em ạ. Nó hay hơn con âm ly này nhiều anh em nhé. Đấy. Ok chưa? Phía sau đây, phía sau anh em xem nhá. Công suất của loa sẽ là 30W và trở kháng sẽ là 6 ohm, một cặp thì sẽ là 60W anh em nhá. Chơi tốt ở phòng diện tích 35m² trở về. Công suất cục dàn rất là lớn này, 85W điện nguyên bản 100V. Đây là hỗ trợ kết nối thiết bị bên ngoài của đường AUX này, tiếp đến là súp điện out này. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm này. Đây là kẹp anten AM và FM để phục vụ anh em nghe đài anh em nhá. Ok chưa? Phục vụ anh em nghe đài. Đấy.
Và cái mã này hiện tại bây giờ thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại cái mã Kenwood SL3 này kết nối điện thoại với TV rồi anh em nhá. Giá hiện tại mình để cho anh em là 990.000 với cho anh em. Chưa đến một củ được một bộ dàn gọi là nghe hay chất rồi với cho anh em. Chưa đến một củ và bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe nhạc luôn anh em nhá. Với những anh em nào thích chơi nhạc mà gọi là không dây thì anh em mình có thể mua thêm cục Bluetooth bên mình anh em nhá. Cục Bluetooth đây. Cục này là cục Bluetooth thuần 5.0 và do mình đặt hàng anh em nhá. Mình đặt Trung Quốc nó gia công cho mình thôi, còn lại thì toàn bộ linh kiện là mình kiểm định tất anh em ạ. Mình gọi là mình chọn linh kiện, bắt bọn Trung Quốc nó làm cho anh em mình, nó gia công cho anh em mình. Thế là anh em mình sẽ nhìn thấy cái hộp của nó thì cảm giác là nó sẽ hơi xấu một tí anh em nhé. Hộp của nó sẽ có vết xước xuất xấu tại vì gia công mà anh em, không phải gọi là hàng gọi là VIP Pro đâu. Quan trọng nhất là giá nó rẻ anh em nhé. Giá nó rẻ, giá hiện tại mình để cho anh em chỉ có 200.000 một cục thôi anh em nhé. Bảo hành thì một đổi một trong vòng 1 năm cho anh em, nghe chưa? Và cục này nó VIP anh em nhé, chống sôi ủ các kiểu cho anh em, nó rất là ngon anh em ạ. Mà khi anh em mình mua một cục tương tự như thế này mà để mà gọi là hình thức có thể nó đẹp hơn tí thôi thì nó phải tầm 700-800 nghìn anh em ạ. Nếu mà nó ngon thì cục của mình khẳng định luôn. Còn những cục một vài trăm, giả sử đôi 300 ở cái mức bình thường ấy, nó không có tuổi so với cục này hết anh em nhé. Tại sao mình dám bảo hành 1 năm thì anh em biết rồi, nó phải tốt mình mới dám bảo hành 1 năm. Và hàng mình gọi là thử ra thì nói chung là không phải nghĩ anh em ạ, 1 năm luôn anh em nhé. Bảo hành 1 năm, chất âm cực kỳ ngon. Đấy, bây giờ mình sẽ test chất âm cho anh em nghe luôn. Anh em nào mua cái cục này sẽ là 200.000 anh em nhé. Đấy, mua thêm cục này và mua thêm cục nguồn này sẽ là 30.000 nữa này. Cái dây nguồn này nó sẽ bao gồm cái nguồn Nokia này nếu anh em nào mua này. Và anh em nào có nguồn rồi thôi anh em nhé. Cái con này thì chỉ việc anh em mình cấp nguồn micro USB cho nó và cắm cái cổng 3.5 nó phát là xong. Nó biến tất cả mọi bộ dàn âm thanh ở nhà thành một bộ cái bộ mà có chơi Bluetooth luôn anh em nhé. Đấy, mình sẽ test thử cho anh em luôn. Người ơi, nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giờ khi tâm tư rét mướt, hồi còi hừng hờ xe nát đêm dài. Hành trang kín vai đầy, có một người mà tôi không quen tên. Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và ok chưa anh em, giá hiện tại cực kỳ tốt rồi anh em nhé, 990.000. Đấy. Và cái mã cuối cùng ngày hôm nay đây này chính là Kenwood UDA77 anh em nhé. Đây là một trong số những cái mã dàn mà gọi là VIP của Kenwood thì cũng đúng thôi. Tại vì con này thì nó sản xuất ra để cho độ trẻ anh em ạ. Anh em sẽ nhìn thấy cái mặt của nó sẽ to ngang bằng K700 anh em nhé. Nhưng mặt nó sẽ có ngôn ngữ thiết kế cảm giác nó hiện đại hơn là K700 anh em ạ. Nhìn nó hiện đại hơn. Thì chức năng của con này sẽ bao gồm cái gì? Đầu tiên là sẽ chơi CD anh em nhé. CD là cũng chơi dạng đĩa siêu mỏng luôn và đọc gọi là sử dụng mắt KSS213 cực kỳ bền anh em ạ. Về phần công suất thì cũng khá là giống K700, nó sẽ vẫn là dùng hai hàng sò, mỗi bên sẽ là 4 con anh em nhá. Mỗi bên 4 con và nó sẽ đánh tốt cả những cặp loa bass 25cm với cục dàn này luôn, đánh khá là tốt anh em nhá. Cái tiếp đến là con này sẽ chơi nhạc từ bộ nhớ USB như thế này, bộ nhớ USB. Ngoài ra thì có chơi thẻ nhớ, cổng thẻ nhớ phía sau nữa. Đấy, con này sẽ chơi cả nhạc từ MD anh em nhá. Chơi đĩa MD. Kết nối thiết bị bên ngoài này anh em nhìn này, anh em sẽ nhìn sẽ có thể qua cổng D audio in ở mặt trước hoặc qua cổng AUX ở phía sau anh em nhá. Đấy, toàn bộ phím này anh em nhìn đèn hát xanh rất là đẹp đúng không? Mặt của nó thì cũng là mặt nhôm hết và thiết kế giao diện phẳng anh em nhá. Bên trong con này thì dễ tùy chỉnh anh em ạ. Anh em mình hoàn toàn tùy chỉnh 7 cần gạt EQ bằng trực tiếp bằng cái cụm ở trong này anh em nhá. Bằng cái cụm phím này anh em nhìn này, bằng cụm phím này. Ví dụ như đây anh em nhá. Setup này đúng không? Anh em mình tùy chỉnh này. Sound setup này. Đấy, anh em đề bát tông này, đấy, manu equi tức là chế độ equi laser bằng tay anh em nhá, 7 cân equi anh em, 3 lăng return này, đấy, thấy chưa? Đấy, thì đấy là một cái chức năng mà anh em mình về nên tận dụng của con này anh em nhá.
Cấu hình loa thì sao? Loa này nó sẽ là dòng loa mà anh em mình nhìn nó sẽ nhỏ bé này thôi, nhưng mà nó đánh cái độ tiếng sâu cực kỳ sâu luôn anh em nhá. Tại vì nó sử dụng con bát nén anh em ạ. Con bát này nó là một trong số những con loa nén của thằng Đê Đông, nó làm cái ra một cái chất âm mà mình đánh giá này. Nó bé nhưng mà nó khá là lội lực anh em nhá. Nó lội lực. Con này thì đường bát đường kính chỉ khoảng tầm 11 cm thôi, gân nó sẽ là gân lụa tẩm dầu nhá. Màng carbon này không có núm anh em ạ. Đấy, dán núm vào đây. Không có núm đâu, không sợ bẹp. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm của thằng Kenwood anh em nhá. Thụt hơi mặt trước anh em ạ. Tí mình sẽ bật chất âm cho anh em xem, chơi nhạc trẻ nó hay vô đối luôn. Rồi. Phía sau anh em nhá. Phía sau đây. Phía sau anh em sẽ nhìn thấy là cái dây nguồn của nó này. Đấy, với cái cục chống nhiễu là siêu to khổng lồ, to như quả trứng vịt luôn anh em nhá. To như quả trứng vịt luôn. Công suất của loa sẽ là 20W một chiếc thôi, trở kháng là 6 ohm. Một cặp sẽ là 40W và với cặp loa này thì mình đánh giá là chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 35m² trở về anh em nhá. Đây nó sẽ là đằng sau anh em sẽ nhìn đây, cổng chơi thẻ nhớ này, mình vừa bảo anh em đây, thẻ nhớ SD nhá. Công suất cục dàn thì sẽ là 66W điện nguyên bản 100V. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng sẽ là 6 ohm, 6 đến 16 ohm. Đấy. Tiếp đến thì nó sẽ là súp điện out. Súp điện out và đây sẽ là cổng AUX này, kết nối thiết bị bên ngoài này, D audio thêm một cổng phía sau này. Kẹp anten FM phục vụ nghe đài này. Đấy. Và hiện tại giá con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại con này giá cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Mã này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em giá chỉ có 3.200.000 anh em nhá. Ngày trước mã này nó rơi vào khoảng tầm là lúc nào cũng phải khoảng tầm 4.500.000 bằng K700, nhưng bây giờ thì giá tốt hơn rồi. Bây giờ thì con này giá nó xuống nhiều anh em nhá. Hiện tại mình để cho anh em là 3.200.000, một cái mức giá mà chơi con này chơi nhạc trẻ cực hay luôn. Mình sẽ test nhạc luôn cho anh em nhá. Đây. Trẻ cho anh em thôi, nhưng mà thằng em Sơn nó lại đút cái đĩa Phương Phương Thảo vào, thế nên là thôi lại test Phương Phương Thảo cũng được. Nói chung Phương Phương Thảo là khắc tinh của những cái dòng loa mà anh em mình nghe thiên về chi tiết rồi. Nói chung con này thì anh em mình bảo là chơi nhạc trẻ hay đúng không, nhưng mà con này thậm chí anh em thấy không, chơi Phương Phương Thảo cực kỳ hay luôn, những phần nhạc lời con này lên cực đỉnh luôn anh em nhé. 3.200.000 được chưa, với mã thanh lý 02 990.000 anh em nhé. Cái mã đầu tiên là Onkyo CRD1 ở mã số 01 là 5 củ tròn. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình anh em nhé. Và xin chào anh em.